Mấy anh trai ơi là mấy anh trai, ngày hôm qua em đã đặt hàng một bộ khung và bộ khung đó của em bây giờ ở đâu? Anh trai này nha, bộ khung của em đâu? Ui, sao tấn công mình rồi? Đừng 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 rớt cái nón ra ngoài là mình chịu không nổi đâu các bạn. Bởi vì hiện tại bây giờ cơ thể của mình đã bị nhiễm phóng xạ rồi các bạn ơi. Lý do là ngày hôm qua mình đã tiếp xúc với lại là xe tải chở bom nguyên tử khá là lâu, cho nên là cơ thể của mình đã bị nhiễm phóng xạ rồi nha. Nào mấy anh trai ơi, chờ em chút xíu. Phải có cái nón này nè thì mình chống chọi với lại ánh nắng ban ngày nha. Cơ thể của mình bây giờ khá là yếu luôn các bạn. Mình mới đặt hàng mấy anh trai này bộ khung để mình chế tạo ra cách nắp các bạn ơi. Bởi vì chỉ có cách nắp mới giúp đỡ mình hồi phục lại sức khỏe ha. Mấy anh trai ơi, bộ khung của em đâu? Mấy anh trai này đã nhận tiền từ mình rồi các bạn ơi, mà không chịu cung cấp bộ khung cho mình. Bây giờ mình muốn chế tạo cách nắp thì mình cần phải có bộ khung nè, rồi lại những cái lớp bông gòn nữa các bạn, mình mới chế tạo được cách nắp nha. Nào với anh trai, bộ khung sắt của em đâu? Bộ khung sắt của em đâu? Tới công chuyện mấy anh trai luôn nha. Tuy là mình bị nhiễm phóng xạ các bạn, nhưng mà bù lại á, mình có sự sức mạnh nha. Mình có thể đâm mấy chiếc xe nè. Đây các bạn nhìn nè, một phát một thôi, đó, chiếc xe kia móp méo luôn. Đấm nè, hơi bị mạnh đó các bạn ơi. Mình không muốn làm hại mọi người đâu. Nào mấy anh trai đã nhận tiền từ em rồi, vậy thì bộ khung của em đâu? Bộ khung giống như là bộ khung để chế tạo ra Uncanny Valley đó các bạn ơi. Mấy anh trai này chán thật sự luôn đó nha. Em không muốn sử dụng sức mạnh đâu, các bạn thấy không? Chiếc xe á mà mình còn đấm như vậy thì mấy anh trai này mình nghĩ là chỉ cần mình búng nhẹ cái thôi các bạn ơi, chắc bay lên tới mặt trăng luôn quá. Đây các bạn nhìn nè, đó, đấm nhẹ như vậy thôi chiếc xe móp méo rồi thì mấy anh trai kia làm sao mà chịu nổi được. Nào mọi người đó các bạn, mình bắn được cả tia laser từ cặp mắt của mình luôn nha. Nào mấy anh trai, đi chỗ khác chơi mấy anh trai ơi, em cảnh báo rồi đó, em cảnh báo rồi đó. Ui, lại đứt cái nón đó rồi. Thôi, rời khỏi đây các bạn ơi. À, mình biết rồi, gần ở đây có một cái bãi phế liệu nha, có thể là mình đi vào đây mình sẽ tìm được một bộ khung đó các bạn. Để mình đi vào đây mình tìm thử nha. Rồi rồi rồi, mình nghĩ chỗ này ổn nè. Hả? Tại sao mấy anh trai này đánh mình? Ơ nhầm, tại sao lại tấn công em? Để mình tìm những chỗ mất mát như vậy nè các bạn ơi. Bởi vì ánh nắng có tia UV khá là cao nha, mình chịu không có được đâu. Rồi, anh trai này nha, đó các bạn ơi, đấm một thôi, đi bắn muối liền luôn á. Mấy anh trai ơi, đừng có tấn công em nữa mà. Cái nón của mình sao mà nó mỏng manh dễ vỡ vậy các bạn? Mới đánh nhau có mấy cái à là cái nón của mình nó rớt ra ngoài rồi. Còn mấy anh trai này á chịu không đỡ một đấm đâu các bạn ơi. Đã như vậy hả còn hung dữ tấn công mình nữa chứ. Rồi rồi, để mình đi vào đây mình tìm một bộ khung giống như là bộ khung của Uncanny Valley nha. Rồi sau đó mình sẽ chế tạo ra cách nắp á các bạn. Cách nắp có khả năng phục hồi cho mình đó các bạn ơi, giống như là trị liệu ha. Ok, phía bên đây. Đâu rồi mấy anh trai ơi, bộ khung giống như là bộ khung của Uncanny Valley đâu rồi? Mình nghe hình như có tiếng gì các bạn ơi. Phía trên được có tóc thì phải. Phải không ta? À các bạn ơi, mình đang lần theo một cái GS màu vàng nha. Hình như là phía dưới đây này các bạn, có phải không ta? Mình nghe cái tiếng gì quen lắm. À, đây là các bạn ơi, bộ khung. Mình đã được bộ khung rồi, này nha. Có được bộ khung rồi các bạn ơi. Đây không phải là con người nha. Đó các bạn nhìn kìa, mình vừa đấm nó một cái một thôi. Nó rất là dầu các bạn, dầu nó là màu xanh lá nha. Ui, hơi bị mạnh đó các bạn. Nào, nào. Này nha, bộ khung nè. Có khả năng tàng hình nữa hả? Hơi bị ghê đó các bạn ơi. Rồi, đấm luôn. Bộ khung đó được làm bằng sắt thép nha các bạn. Mình đấm nó như vậy á là nó sẽ không bị gì đâu. Không phải ta, mình chỉ muốn lấy bộ khung thôi. Nào, đưa bộ khung cho mình nhanh lên. Ui ui ui, đưa bộ khung cho mình nhanh lên. Bộ khung này chính là bộ khung mà mình đặt mua này các bạn ơi. Vậy là mấy anh trai da đen đã bán lại cho mấy anh trai băng đảng nhân hồn Mexico nha. Mấy anh trai nhá, làm ăn gian dối với mình nè. Bộ khung này đáng lý ra là thuộc về mình đó các bạn ơi. Mà mấy anh trai băng đảng nhân hồn Mexico đang chế tạo ra món vũ khí mới nha. Hình như món vũ khí này có tên là Weapon T600 thì phải. Vũ khí bí mật đó các bạn, hơi bị mạnh nha. Đấm nè, bộ khung này phải là của mình. Bộ khung này phải là của mình. Này nha, ui có tiếng cười luôn kìa các bạn. Này nha, wow,
tạo ra một vụ nổ. Uê, các bạn nhìn nè, mấy anh trai băng đảng giang hồ người Mexico tạo ra vũ khí hơi bị ghê đó các bạn ơi. Weapon T-600 nha, nó hơi bị mạnh luôn á. Mỗi khi mà bị tiêu diệt xong thì nó sẽ tạo ra một vụ nổ đó các bạn ơi. Rồi, như vậy là mình đã có được bộ khung từ Weapon T-800 rồi nha các bạn. Việc bây giờ mình cần làm đó chính là mình sẽ đi tìm một lớp bông để mình nhồi bông nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ tạo được cách nắp đó các bạn. Để mình xem thử đã. Mình sẽ đi đến ngay chỗ cái bãi phế liệu nha. Cái gì vậy? Mình thấy có một cái GPS màu vàng đó các bạn ơi. Để mình xem thử nha. Đây. Ôi cái gì vậy? Ôi cái thứ gì đó các bạn ơi. Để mình xuống đây mình xem thử đã. Đó, các bạn nhìn kìa. Hết ghi các bạn ơi, hết ghi. Như vậy là mình đã có được lớp bông luôn rồi các bạn. Hết ghi không phải là đối thủ của mình nha. Nghĩ sao vậy? Anh ba báo Gummy bị nhiễm phóng xạ rồi các bạn. Cho nên hiện tại bây giờ mình có siêu sức mạnh nha. Hết ghi không thể nào là đối thủ của mình đâu. Để mình dụ hết ghi đi lại ngay chỗ phía đằng đây đánh nhau nha các bạn. Chứ chỗ này đánh nhau như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người đó các bạn ơi. Nào hết ghi, mình ở đây là hết ghi ơi. Đúng rồi. Đi theo mình nè. Ui đào. Đừng có đánh rớt nón của mình là được rồi các bạn ơi. Cái nón của mình đó nó quan trọng lắm nha. Mặt trời chứa tia UV khá là cao luôn. Gặp cái đầu mình đầu trọng hết chứ. Bị nhiễm tia phóng xạ các bạn. Cho nên là hiện tại bây giờ cái đầu của mình đập lóc à. Bị nhiễm phóng xạ mức độ nặng đó các bạn ơi. Đâu rồi. Wow, hết ghi hơi bị mạnh nha. Từ từ cái đã. Mình có thể phá được kỹ năng nha các bạn. Đâu rồi ta. Nào, từ từ đã. Ui. Ui, không ổn rồi các bạn ơi. Hết ghi tấn công nhanh quá. Mình không thể nào chủ quan được các bạn ơi. Lúc đầu á mình còn tưởng là hết ghi yếu chứ. Không ngờ hết ghi cũng khá là mạnh đó. Hết ghi nè. Đấm nha. Mình đã có được lớp bông rồi các bạn ơi. Bộ khung nè, lớp bông nè. Và tiếp theo mình sẽ tìm cái bảng màu hả ta. Cách nắp thì là màu tím. Cũng dễ mà các bạn. Nếu như mà màu đỏ trộn với lại là màu xanh dương như thế này thì mình sẽ tạo được màu tím nha. Hết ghi với mình nè. Rồi hết ghi ơi, đưa cho mình lớp bông của bạn đi. Đâu rồi hết ghi, ngồi dậy đi. Mình biết bạn còn mạnh lắm. Bạn chưa thế nào bị tiêu diệt dễ dàng như vậy đâu. Đâu rồi ta? Không lẽ là mình đã tiêu diệt nó thành công rồi hay sao các bạn? Chưa các bạn ơi. Nó vẫn còn đang bay kìa. Hết ghi nè, đó, bay với mình đi. Vừa bay cái mình bắn tia laser cái té liền luôn các bạn. Hết ghi với mình nè. Wow, hơi bị nhanh đó bạn ơi. Đã mất tiêu rồi. Nó di chuyển nhanh quá các bạn. Hết ghi này di chuyển nhanh ghê luôn á. Rồi, cứ từ từ cái đã. Mình sẽ chạy ở đây để mình quan sát lại nha. Đây các bạn, mình có thể bắn tia laser từ cả mắt của mình. Mình khá là mạnh luôn á. Còn một đấm của mình thôi là hết gì. Cũng đủ đi bắn muối nữa. Bắn nè. Nào hết ghi. Đưa cho mình lớp bông của bạn đi. Rồi bảng màu của bạn luôn. Bờ môi là màu đỏ nha các bạn. Còn cái lớp da ngoài của hết ghi là màu xanh. Đủ để trộn màu ra màu tím luôn á. Như vậy cũng khá lõm đó các bạn. Một công đôi việc mà. Nào đâu rồi. Hết ghi với mình nè. Ui từ từ. Từ từ đã, hết ghi nè. Đấm hơi bị đau đó các bạn ơi. Ui. Từ từ đã. Thanh niên là nâng cấp sức mạnh rồi các bạn. Lúc đầu á mình còn chủ quan nha. Nhưng mà bây giờ mình không thể nào mình chủ quan được đâu. Nó mạnh lắm. Đâu rồi. Ui. Nào. Rồi luôn các bạn ơi. Mình bị tuột xuống góc lắc rồi. Cứ từ từ cái đã. Đấm nè. Chạy với mình hả? Đấm. Đó các bạn ơi. Bây giờ yếu rồi các bạn. Hết ghi đang định bỏ chạy kìa. Bỏ chạy hả? Cứ từ từ cái đã. Ui, đau. Nào bạn hết ghi. Ui. Ngày hôm nay chế tạo ra cách nắp hơi bị khó rồi các bạn ơi. Tuy là mình có siêu sức mạnh nha, nhưng mà cái điều vẫn hơi bị khó đánh nhau này các bạn. Đâu rồi. Bây giờ mình để nguyên sức mạnh này như vậy cũng được các bạn ơi. Nhưng mà có điều mình phải mặc bộ đồ phi hành gia này suốt đời luôn.
Mình không muốn như vậy đâu. Mình chỉ muốn quay trở lại với hình dáng con người bình thường thôi. Mà quay trở lại với hình dáng con người bình thường thì mình phải cần có thuốc trị liệu. Và thuốc trị liệu ngày hôm nay đó chính là catnap nha. Mình cần phải chế tạo ra catnap các bạn ơi. Rồi, và nguyên liệu thứ hai đó chính là bông và bản màu. Ơ, nguyên liệu thứ ba có luôn rồi các bạn ơi. Nguyên liệu thứ ba đó chính là bản màu nha. Đó, khá lõm luôn á. Nào, ui cái gì vậy? Từ từ. Này nhá, hết ghi nhá. Ngon rồi các bạn ơi. Được rồi. Bây giờ mình sẽ bay về phòng thí nghiệm ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo ra catnap nha các bạn. Mà mình không biết là hết ghi nó bị cháy đen thui như vậy á, mình có sử dụng lại được cái bộ bông hay là không nữa các bạn. Ơ, mình nghe tiếng chạy à. Lại có thứ gì nữa vậy? Một chiếc xe vừa phát nổ các bạn ơi. Để mình xem thử rồi đã. Ôi, cái gì vậy? Ồ, trông nó khá là giống là hết ghi các bạn ơi, nhưng mà cơ thể của nó to hơn nha. Không lẽ đây chính là hết ghi cơ bắp ta? Đúng rồi các bạn ơi, hết ghi cơ bắp nha. Ôi, nhái kỹ năng của mình à. À, đây chính là hết ghi cơ bắp các bạn ơi. Nhái kỹ năng của mình mới ghê chứ. Ui, đấm hơi bị đau đó nha bạn. Đau. Từ từ đã. Bạn hết ghi cơ bắp ơi, hết ghi cơ bắp với mình nè. Nghĩ sao vậy? Mình mạnh hơn bạn nhiều đó nha. À, thì ra đây là một biến thể mới hết ghi cho các bạn. Ui, nó bay cũng nhanh nữa các bạn ơi. Nào, cứ từ từ đã. Ngồi dậy, chờ mình hả. Mình đánh nhau với nó thì mình không cho nó ngồi dậy luôn các bạn ơi. Còn nó đánh nhau với mình, nó chờ mình ngồi dậy nha. Nào, lại đây với mình. Này thì hết ghi cơ bắp hả? Đúng rồi, lại đi bạn hiền. Đó các bạn. Cơ thể cơ bắp nhưng mà vẫn còn yếu hơn mình nha. Bởi vì cơ thể của mình á bị nhiễm phóng xạ mà. Còn mấy thứ như này á chỉ là sản phẩm từ thí nghiệm nha các bạn ơi. Từ thí nghiệm mà làm sao mạnh bằng tự nhiên như mình được. Mình là mạnh tự nhiên nha. Mấy thanh niên này á là bị nhiễm phóng xạ nha các bạn. Rồi, lại thêm một thanh niên nó bị tiêu diệt. Ơ, ngày hôm nay mình đánh nhau hơi bị nhiều đó các bạn ơi. Đánh nhau phải nói bầm dập luôn nha. Từ đầu tới cuối luôn đó các bạn. Đừng có bay nhảy đó bạn hết ghi ơi. Bạn bay nhảy nhiều quá, bạn làm mình chóng mặt đó. Hết ghi nè. Tắm hơi bị mạnh đó nha. Hết ghi với mình nè. Nào hết ghi, đi ra ngoài đây hết ghi ơi. Chỗ này trống trống nè. Ui, nó nhanh đó các bạn ơi. Nó được boost sức mạnh nè. Với lại là đam to đó nha. Nhìn cơ thể của nó là biết đó các bạn ơi. Vừa mạnh nè, vừa to nè, mà lại vừa nhanh nữa chứ. Rồi, nhưng mà làm sao mạnh bằng mình được. Mới đấm có mấy cái là sẽ đi bắn muối rồi các bạn. Đây chỉ là một trong những sản phẩm từ phòng thí nghiệm thôi các bạn ơi. Làm sao mà mạnh bằng mình được. Còn mình á, là mình bị nhiễm phóng xạ nha. Sức mạnh của mình là đến từ tự nhiên đó các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đến khu vực phòng thí nghiệm nguy hiểm để mình tạo ra những con mèo khách nát nha các bạn. Được rồi các bạn, mình đã chế tạo được những con mèo cách nắp rồi nè. Đó, tụi nó đang trị liệu cho mình nha. Mình nhìn bên ngoài sao mà nắng như vậy ta, nó hơi bị chói đó các bạn. Bây giờ mình mạo hiểm, mình cởi bỏ cái mũ bảo hiểm của mình ra ngoài rồi nè. Đó, anh ba báo Gmi bị nhiễm phóng xạ cho nên là hiện tại bây giờ cái đầu trọc lóc rồi các bạn. Rụng hết tóc rồi. Và bây giờ mình sẽ thử đi bộ ra ngoài đây nha. Và hy vọng rằng ánh nắng này sẽ không ảnh hưởng đến mình. Rồi, 3, 2, 1, chạy ra ngoài nắng nè. Ui, nóng. Nóng quá các bạn ơi, Mình đùa với bạn cho vui thôi. Thực sự ra là mình đã được đi ra ngoài ánh nắng tự do rồi các bạn. Những con mèo cách nắp này có khả năng trị liệu cho mình nha. Để mình xem thử đã, mình tạo được mấy con ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con luôn các bạn, khá lõm luôn á. Rồi bây giờ tụi nó đi theo mình như vậy hay ta? À cũng được rồi các bạn ơi. Ít nhất là mình sẽ có đàn em cát náp đi theo để hỗ trợ mình nha. Nhưng mà số lượng đông quá, kiếm con xe nào mà đi được 8 người đây ta? Tính luôn mình là 8 nha các bạn. Con xe này chắc được tầm 4 người thôi các bạn ơi. Xe SUV mà chán như vậy. Nào, lên full tải luôn, được không? Lên full tải luôn. Rồi luôn các bạn ơi, không được rồi các bạn ơi. Chỉ được 4 người thôi à.
Con xe này mọc ra mấy cái lỗ tai mèo á, nhìn hài ghê luôn nha. Rồi, nào những người anh em màu khách náp, mình nhầm, mèo khách náp. Màu khách náp mới ghê chứ. Mình hay đọc nhầm lắm các bạn ơi. Khách náp nè, rồi đót đây nè, mình đọc nhầm liên tục luôn á. Cái tên nó cứ dính dính như vậy đó các bạn, đọc dễ bị nhầm lắm nha. Được rồi, để mình chạy ra ngoài đây, mình tìm một con xe ở đó 7 chỗ, rồi sau đó mình sẽ đi vào thành phố nha các bạn. Mình sẽ mua một cái bộ đồ mới, chứ mặc bộ đồ này vào á nóng dữ lắm luôn các bạn. Mặc dù á là nó bảo vệ mình nha, nhưng mà nóng dữ lắm luôn á. Bộ đồ của phi hành gia mà các bạn. Để mình xem thử đã. Không có con xe nào luôn à. Chạy bộ vậy đi vào thành phố chứ tới sáng mai quá các bạn. Chán thực sự luôn đó nha. Nào, mấy em mèo khách náp, ngoài khả năng trị liệu cho mình, không biết là tụi nó có khả năng gì hay là không nữa. Đánh đấm sao ta? Chạy bộ lâu quá các bạn ơi. Mình sẽ lấy ra một con xe nha. Lấy ra xe SUV luôn các bạn. Một con Ganger. À, ổn đấy các bạn ơi. Con này thì có thể được full tải đó các bạn. Rồi. Ô, mình có nhiều xe lắm các bạn ơi, mình có nhiều xe lắm. Con xe đó thì catnap chỉ đứng ở ngoài thôi à. Mình sẽ lấy một con xe mà catnap có thể vào trong xe ngồi chung với mình được nha. Đây, đảm bảo với các bạn là catnap á, ngồi full tải luôn á. Rồi, cứ từ từ đã catnap ơi. Đây các bạn, tuần tra trên đường cao tốc hả? Highway Patrol rồi các bạn ơi. Được đó, tuần tra đường cao tốc luôn. Để mình xem thử là nó có mấy màu nha. Màu đen này thì mình thấy nó khá là ngầu đó các bạn. Rồi. Màu đen nữa ta. Màu này thì cũng được các bạn. Thôi mình chọn màu này luôn nha. Rồi, màu đen. Để mình xóa bớt đã. Để nhiều quá chút xíu sẽ bị lắc đó các bạn. Rồi, con xe này thì tụi mình sẽ đi full tải luôn. Lên xe thôi, anh em mèo catnap ơi. Để mình xem thử là tụi nó có đánh nắm được hay là không nha các bạn. Hả, đánh nắm được á, thì hôm nào mình dẫn tụi nó đi thực hiện phi vụ luôn. Ui, đó các bạn, dư chỗ ngồi luôn mà. Phía sau còn ngồi được, để mình xem thử đã. Một bên ba. Vậy là còn thêm được tầm khoảng là 2 người nữa các bạn. Vậy tính là con xe này có thể được 10 người. Bên trong 10 người nha, còn đứng bên ngoài á, mỗi bên 2 người. Hai bên sẽ là 4 người, vậy là tổng cộng con xe này được tặng 14 người lận các bạn. Khá là ổn luôn á. Đó, phải như vậy chứ. Đâu rồi, hello, xin chào mấy anh trai nha. Anh ba báo Gmi bị nhiễm phóng xạ đến đây. Sao mấy anh trai? À, muốn đánh nhau hả? Đánh thì đánh, ui. Đánh thì bị đau đó các bạn nào. Anh em mèo catnap. Nào, kỹ năng gì đâu, thể hiện kỹ năng đi chứ. Mình bị đánh rồi nè. Mèo catnap ơi. Rồi luôn các bạn ơi. Tụi nó chỉ có khả năng trị liệu thôi à. Không có khả năng đánh đấm gì nha. Chán thật sự luôn á. Chỉ tiếp theo trị liệu cho mình như vậy thôi các bạn ơi. Mà thời gian trị liệu mình bị nhiễm phóng xạ khá là dài đó các bạn. Cho nên là những anh em mà catnap này sẽ đi theo mình khoảng một thời gian dài đó các bạn ơi. Có thể là 1 tuần cho đến 2 tuần nha. Ban đầu thì mình chỉ mới cởi bỏ được cái mũ thôi các bạn ơi. Thời gian sau thì mình mới cởi bỏ được bộ đồ này. Chán thật sự luôn á, bộ đồ này nóng lắm. Mặc như vậy là không có ổn đâu. Ôi, từ từ đã. Bây giờ mình sẽ chở mèo catnap đi dạo ở khu vực bãi biển nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ kết thúc video luôn. Để mình tìm đường lên đó. Phía trên đây. Rồi, chạy lên. Nào, mọi người, cho mình xin lỗi với mọi người. Con xe này chở 8 người. Nó chống đạn nha các bạn. Mà nó chạy như vậy thì mình thấy cũng khá lộn đó. Chán thật sự luôn á. Anh em mèo catnap báo quá là báo đi mà. Chỉ được ứng cái trị liệu thôi các bạn ơi. Ui, cái gì vậy? Chạy xe đụng luôn các bạn. Ôi, anh đây này hổ báo vậy. Rồi luôn. Ngồi trong xe say xe quá các bạn ơi. Ói quá chừng ói luôn nè. Hết 2 người ói rồi. Đã vậy hả, còn chạy xe ẩu đuổi theo tấn công mình nữa chứ. Thôi mà anh trai ơi. Bỏ đi nha anh trai, bỏ đi nha anh trai. Em không muốn đánh nhau với anh trai đâu. Em mà đánh nhau với anh trai là anh trai tới công chuyện liền luôn đó. Được rồi các bạn, bây giờ mình sẽ chở những người anh em mèo catnap đi chơi ha. Ok, thì trước khi kết thúc video thì các bạn nhớ cho mình xem một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Đụng mình sao mà con xe của mình bị lật rồi.
Nào, đùa với mình nè. Bonus cho hai quả lốp xe bị lỏng nha. Bonus cho mấy cái lốp xe bị lỏng nha. Đó, chạy đi. Này thì hổ báo với mình nè, thấy mình móc súng lên cái quảng sợ bỏ chạy liền luôn các bạn. Làm sao mà dám đứng lại. Nào, hồi nãy hổ báo lắm mà. Đó các bạn ơi, bỏ của chạy lấy người luôn. Phải như vậy chứ. Rồi, và mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.